Vâng, xin được chào mừng các bác đã quay lại với kênh YouTube Cửa hàng Âm thanh Số Lúc Đỏ. Thì ngày hôm nay em làm một cái video về cái chủ đề này, chắc chắn nhiều người cũng đang khá là quan tâm. Đó là cái chủ đề mà chúng ta hay biết là hiện tại trên thị trường, chúng ta khi ghép dàn karaoke hay nghe nhạc thì các bác cứ hay ghép thêm lọc nữa. Thì cái chuyện bây giờ chúng ta, cái vấn đề mà ghép thêm hay không, có nên hay không thì em cũng không bàn ở đây nữa. Mà cái em muốn bàn ở đây á, đó là cái chuyện mà mua lọc rồi thì chúng ta nên ghép như thế nào. Có nhiều người bây giờ đang thắc mắc là vậy thì mình nên ghép là mình ghép lọc dưới vang hay là ghép lọc ở trên vang, thì ghép như thế nào là hợp lý. Đấy thì nói thật các bác là ghép lọc dưới vang hay trên vang ấy, thì mỗi cái ghép đều có những cái ưu điểm riêng. Đấy, đều có những ưu điểm riêng, nhưng cái được và cái mất thì chúng ta sẽ hay lựa chọn nghiêng về cái chuyện là ghép lọc trên vang nhiều hơn là ghép lọc ở dưới vang. Vì sao? Và chúng ta cùng phân tích trong video này ngày hôm nay nhé. Thứ nhất, nếu các bác xin lỗi một chút, nếu mà đúng ra là cái video này em sẽ làm thực tế luôn cho mọi người cùng xem, nhưng mà thôi là do là công việc cũng bận nên là em cũng không đủ thời gian để em làm thực tế cho các bác. Thì khi trong cái phần video này em sẽ phân tích cho mọi người hiểu cái được và cái mất khi chúng ta ghép trên hay dưới, rồi các bác sẽ tự trải nghiệm vậy. Đấy, các bác sẽ tự trải nghiệm được, các bác sẽ biết ngay được chúng ta sẽ nên chọn như cái nào, và mỗi người sẽ đưa được quyết định riêng của mình các bác nha. Đấy, em sẽ nói về cái chuyện đầu tiên, về cái chuyện mà vang trên lọc đây. Có nghĩa là chúng ta sẽ đưa đường tín hiệu đầu vào từ TV vào vang, xong từ vang qua lọc, từ lọc xuống đẩy. Thì ghép như thế này thì chúng ta sẽ được cái gì ạ? Chúng ta sẽ được là chúng ta sẽ căn chỉnh dải equalizer ở đây. Đấy, ở đây. Có nghĩa là cả tiếng mic và cả tiếng nhạc nó sẽ đều chạy qua equalizer. Đấy, sẽ đều chạy qua con lọc này. Đấy. Và chúng ta sẽ căn chỉnh được cái tiếng mic rất đơn giản. Các bác có thể tăng, thấy cái tối đúng không ạ, các bác tăng tiếng mic đi, hoặc tăng giảm tiếng bass đi, hoặc là tăng bất kỳ một cái dải nào các bác thích, các bác sẽ tăng theo. Đấy, có nghĩa lúc đó chúng ta muốn hát sáng hơn thì chúng ta sẽ nâng nó lên, thì nó sẽ tiếng mic nó sẽ sáng theo. Nó sáng lên rất dễ và chúng ta căn chỉnh rất là dễ, không cần phải can thiệp vào phần mềm mềm của quân vang đúng không ạ. Các bác sẽ căn được cái tiếng mic, tiếng nhạc tăng lên giảm xuống rất đơn giản. Và phải nói là những người mà không biết làm vẫn làm được, căn chỉnh cực kỳ đơn giản, tăng bass tăng tép rồi cho quá đơn giản rồi. Nhưng cái mất ở đây là gì ạ? Có nghĩa chúng ta sẽ không thể làm tách biệt được hai cái phần này ra, phần mic và phần nhạc này ra. Có nghĩa khi các bác tăng chép ở đâu có phải equalizer thì tất cả nhạc của chép và của mic, cả cái tiếng chép của tiếng mic và cả cái tiếng chép của nhạc đều tăng lên. Nếu được tăng cả, các bác giảm dãy chung đi thì có nghĩa là cả dãy chung của mic cũng giảm, mà cả dãy nhạc của mic cũng giảm, của nhạc cũng giảm theo. Có nghĩa là chúng ta can thiệp bất cứ một cái gì ở đây thì cả nhạc cả mic nó đều làm theo, đều phải ảnh hưởng giống nhau. Mà như vậy thì nó sẽ rất là không tốt các bác. Nó được cái là chúng ta dễ sử dụng, căn chỉnh nó dễ, nhưng ngược lại nó mất ở đây, mất khá là nhiều. Các bác lưu ý được em, cái dãy mic hát và cái dãy nhạc hoàn toàn là khác nhau, hoàn toàn khác nhau các bác, đúng không ạ? Khi các bác căn chỉnh được được cái dãy mic mà các bác ưng ý thì lúc đó cái nhạc nó sẽ bị rất là dở, nó sẽ bị mất cái phải dãy nhạc. Nhưng khi các bác căn chỉnh được cái dãy tiếng nhạc nó hay á thì lại mất cái dãy mic. Đấy, cái dãy mic lại không hát được. Mà đặc biệt khi các bác tăng ở đây, can thiệp ở đây nhiều, can thiệp ở nơi cái phần equalizer này nhiều, tăng chép lên được cái nhạc nó hay một chút, mic nó sáng một chút, thì đồng nghĩa lúc đó sẽ bị hú. Rất là khó để xử lý cái chuyện này. Rất khó để xử lý cái chuyện này các bác nha. Nó sẽ bị hú và cực kỳ khó căn chỉnh. Đấy, và các bác dò hú ở trên quân vang số hoàn toàn vô tác dụng. Các bác dò hú ở trên quân vang hoàn toàn vô tác dụng. Khi các bác cắt hú hoàn toàn ở trên quân vang rồi, nhưng khi can thiệp vào phần equalizer thì tất cả những cái mà các bác cài ở trên quân vang phần chống hú gần như là vô tác dụng luôn. Bởi vì khi các bác đã căn chỉnh vào cái phần equalizer thì có nghĩa là đã phá vỡ cái cắt hú của chúng ta. Những cái gì chúng ta đã cài đặt trước đó nó đã phá vỡ hết, và chắc chắn nó sẽ lại hú lại bình thường. Và đương nhiên các bác lưu ý được em, ở trên cái dãy mình hát là dãy mic đúng không ạ, là mình hát dãy chung,
cái dãy các bác hát ra chỉ yếu là dãy trung thôi, chứ hoàn toàn các bác cũng chẳng lên được nốt cao đến mức mà lên mấy cái dãy mà 6-7 ngàn hẹt gì đó, không có đâu, đúng không ạ? Không có đâu. Các bác không hát được đến mức cao thế này, thường thường chúng ta hát được mấy cái dãy tầm tầm này các bác này đấy. Mà khi chúng ta muốn hát những cái dãy này, dãy trung lên, chúng ta tăng lên, thì khi chúng ta tăng được dãy trung lên để cho chúng ta tạm tạm được nghe được, để chúng ta hát được, để không bị bí, không bị mệt, không bị đuối, thì chúng ta sẽ thấy là lúc đó cái dãy nhạc nó sẽ bị khô đấy. Mà khi chúng ta tăng cái dãy tép của nhạc lên thì lúc đó gây trường hợp là nó rút, nó hú rít đấy. Theo nguyên tắc chúng ta đi đi sử dụng nơi phần equalizer của nhạc là gì ạ? Chúng ta sẽ tăng bát tép và chúng ta sẽ giảm dãy trung, là những dãy mà gây ra tiếng khô hoặc là những tiếng xấu, dãy xấu chúng ta không muốn nghe. Chúng ta sẽ giảm tăng thế này. Bình thường chúng ta đi dùng nhạc chúng ta sẽ tăng như thế này đúng không ạ? Đấy, như thế này. Theo từng đường dãy. Đấy, như các bác hay dùng như thế này đúng không ạ? Nhưng khi chúng ta dùng mic thì chúng ta lại không thể làm như thế này được. Chúng ta phải không cắt được nhiều như vậy. Có thể tùy đường dãy chúng ta sẽ không cắt được nhiều như vậy, có thể tăng lên cái độ dãy tăng lên, có thể dãy sẽ giảm xuống. Thì chúng ta sẽ căn chỉnh theo dãy mic mà từng cái phần EQ của một của trên con mic. Thì lúc đó nó sẽ ảnh hưởng đến phần nhạc, cho nên là làm điều đó nó cũng không ok. Thực sự không ok. Đấy, cho nên là nó sẽ được và mất ở đây. Và cái mất em thấy là nó sẽ nhiều hơn cái được. Cho nên về cơ bản khi ghép con lọc ở trên bộ karaoke thì gần như tất cả mọi người đều ghép là ghép con lọc phía trên cùng. Đấy, khi chúng ta ghép ở trên cùng là gì ạ? Có nghĩa là con lọc nó sẽ nằm ở trên và con vang nó sẽ nằm ở dưới các bác. Đấy, như này. Đây. Đấy, nó sẽ như thế này. Có nghĩa là lúc này là cái đường tín hiệu đầu vào nó sẽ là vào từ TV vào con lọc trước, và từ con lọc nó sẽ vào con vang, và từ con vang nó sẽ xuống con đẩy. Có nghĩa con lọc này lúc này nó chỉ có tác dụng là chúng ta lọc nhạc các bác nha. Có nghĩa lúc này nó chỉ có chức năng là sử dụng là xử lý cái phần nhạc thôi, và phần mic chúng ta sẽ xử lý ở trong con vang. Làm như thế này thì chúng ta sẽ giữ nguyên được những cái chúng ta cài đặt ở trong con vang. Phần chống hú mọi thứ nó sẽ bảo tồn hết, những cái gì chúng ta đã tâm huyết vào đấy thì nó sẽ bảo tồn được hết. Đương nhiên nó sẽ có những cái bất tiện là các bác, những bác mà không biết xài con vang số thì các bác sẽ khó khăn ở cái chuyện là chúng ta sẽ phải xử lý cài đặt ở trong con vang số này, phần mic nó sẽ khó khăn hơn. Nhưng đổi lại thì chúng ta sẽ căn chỉnh được riêng biệt hai cái dãy này ra. Chúng ta sẽ căn chỉnh riêng được cái tiếng mic mà chúng ta muốn, và chúng ta sẽ căn chỉnh được cái phần nhạc hay thì ý muốn của chúng ta, và nó sẽ đạt yêu cầu hơn, và đương nhiên cái trung hú nó sẽ tốt hơn, nó sẽ ok hơn cho các bác nữa. Đấy, cho nên là chúng ta sẽ thấy là cái gì nó cũng sẽ có cái được và mất, là tùy mỗi người sẽ có tìm cách sử dụng khác nhau. Chứ còn cũng em mà không khuyên các bác là bắt buộc phải dùng như thế này thế kia, cái nào đúng cái nào sai, mà các bác hãy tự chọn ra cái cách chúng ta sử dụng, thì các bác sẽ thử là các bác sẽ thấy ngay sự khác biệt mọi cách một cái hay riêng của nó. Nếu chúng ta mà để lọc ở dưới thì đương nhiên chúng ta sẽ căn chỉnh khá đơn giản ở dãy mic, nhưng mà được cái này mất sẽ mất cái kia, mất phần nhạc được phần mic, mà được phần mic thì mất phần nhạc. Còn nếu chúng ta mà để cái phần lọc ở trên cùng thì chúng ta sẽ căn chỉnh riêng được cái dãy nhạc, nó rất là ok đấy. Còn dãy mic nếu các bác có thể can thiệp ở phía trong của con vang để chúng ta xử lý đấy, chứ cũng không nên là sử dụng con lọc này để chúng ta lọc cả nhạc cả mic, không ok. Còn trường hợp mà các bác nếu mà muốn chỉnh dễ hơn thì như em đã nói, thường thường nếu mà các bác mà nhiều bác mà không biết căn chỉnh vang số mà chúng ta muốn sử dụng dễ thì các bác có thể sử dụng mua thêm một con lọc mono. Một con lọc đó là một con lọc một vế các bác, nó không có siết te, có nghĩa là nó sẽ không dùng hai vế mà cho chưa dùng một vế mỏng mỏng một u á, thì các bác sẽ cắm ngay một con lọc riêng ra, cắm lọc riêng một phần mic nữa, có thể con lọc đó sẽ nằm dưới vang cũng được. Thì làm như vậy các bác sẽ căn chỉnh được cái phải dạy mic dễ hơn đấy. Đương nhiên là điều đó thì vẫn như nếu mà dân chuyên nghiệp thì người ta sẽ không khuyên phải làm vậy, nhưng đây là sử dụng gia đình và nhiều bác sẽ không biết sử dụng vang số và căn chỉnh. Nhiều khi các bác muốn chỉnh cái tiếng mic nó sáng hơn một chút cũng là một cái cực hình đối với các bác rồi, để can thiệp được vào phần số nó cả một cái cực hình, không phải ai cũng làm được. Cho nên là nhiều bác sẽ lựa chọn thêm là sử dụng một con lọc một u, và các bác cắm riêng cái phần mic và con lọc một u đó để xử lý cái tiếng phần equalizer của mic, thì các bác sẽ căn chỉnh tự thoải mái trên đây. Thì đó cũng là một cách khá là hay và hữu dụng. Cái điều này em cũng rất là ok đấy, nếu bác nào cái điều kiện chúng ta làm như vậy thì rất là ok. Còn về cơ bản là em nghĩ là chúng ta cũng, nếu mà chúng ta dùng một con lọc dùng sister này thì chúng ta nên sử dụng ở trên đặt ở trên, đó là quan điểm của em.
Còn đối với các bác thì sẽ có một cái cách suy nghĩ khác nhau, mỗi người sẽ chọn được một cái cách khác nhau các bác nha. Các bác thế nào hay thì các bác sẽ làm. Còn đối với con điện của em, nói thật các bác, nếu lắp karaoke là em không lắp lọc. Đấy, con điện của em bán hàng là vậy. Đối với karaoke là không lắp lọc, còn nếu bạn nghe nhạc thì mới cần lọc, còn nếu karaoke đối với em là không cần lọc. Đấy, không cần lắp lọc nhạc lọc gì hết á. Bởi vì con điện của em là gì ạ? Đã karaoke, nhạc karaoke là nhạc không chi tiết. Đấy, đối với em là vậy. Đã karaoke là nhạc không chi tiết, mà không chi tiết thì không quan trọng về cái nhạc, mà quan trọng là cái lời. Em chỉ quan trọng vào cái giải hát thôi, còn cái nhạc đối với em nó lại không quan trọng lắm. Cho nên đối với em, đã là nhạc không chi tiết thì chúng ta không còn quá quan trọng về cái giải nhạc, mà phải tập trung vào cái giải mic là cái quan trọng nhất cho bộ giàn. Cái phần mic là cái phần quyết định gần như 70-80% ở trên bộ giàn này là hay hay không, còn nhạc là bình thường các bạn nha. Đấy, và đương nhiên chúng ta đa số là chúng ta sử dụng dàn karaoke là kết hợp cả hai, vừa nghe nhạc vừa karaoke. Cho nên các bác sẽ chọn thêm phần lọc để chúng ta hỗ trợ, thì khi phần nghe nhạc chúng ta sẽ cái có độ nén hơn, nó ok hơn, thì đó cũng là một cái lựa chọn hay để giảm chi phí đi. Đấy, thì các bác sẽ có những cái cách chúng ta phối ghép, cách căn chỉnh, rồi cách chúng ta đặt vị trí lọc khác nhau. Đấy, thì các bác sẽ tự chọn là một cái quyết định riêng của mình các bác nhé. Còn em chỉ phân tích thì các bác đây đó là cái được và mất khi chúng ta phối ghép thôi. Đấy, thì cảm ơn các bác rất là nhiều đã xem video này, và xin hẹn gặp lại các bác ở những clip sau, và chào và tạm biệt ạ.